sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Em là ta dưới chân mạng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình, sương rơi trên cánh lụa hồng, hay nước mắt em ngóng trông, mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mau. Đành hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo mối tình, nàng khóc. Em xin kính chào các bác. Hôm nay em mang đến cho các bác một cặp loa có tính thư giãn rất cao. Cặp này là đầu tiên em giới thiệu đến các bác. Thực ra CS407 này thì có giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay là em giới thiệu cái phiên bản gọi vui là phiên bản limited, phiên bản giới hạn. Và chắc chắn là chỉ có một đôi thôi, bởi vì đây là phiên bản cá nhân hóa. Thì như các bác đã biết rồi thì cái âm thanh thì nó cũng là một cái món đồ chơi thôi. Do đó thì nó cũng giống như ô tô, xe máy ấy. Anh em có nhiều cách độ khác nhau. Cặp này thì em nhập bãi thì thấy nó cái vách tây này đó, cái cá nhân hóa cặp này rất đẹp. Cho nên em nhập về để đưa đến các bác. Em nghĩ là sẽ có anh em thích. Đấy, bởi vì nó làm khá là đẹp so với thiết kế của hãng. Bây giờ em sẽ mở căng cho bác xem. Đấy, đây là cặp CS407 của Pioneer. Đấy, cặp này thì sở hữu mát 30. Đấy, bề ngang của em này nó rơi vào khoảng gần 40. Bây giờ em mở căng nha các bác, mới thấy nó là khác với cả cái hãng sản xuất. Đây nha, căng đây các bác nhé. Đây căng này. Ok nha các bác nhé. Rồi đây là nhân vật đây. Cái này thì vừa hàng bãi vừa về xong, em lau qua một chút để lên sóng. Nhiều anh em bảo là chịu khó lau một chút đi, lên sóng cho nó đỡ bị dìm hàng. Nhưng mà thôi, lau amateur một chút nhé, để giới thiệu luôn với anh em, mang tính chất mộc mạc. Đây, bây giờ em ra từ xa nhé. Cái chỗ này em lau nó hơi không mấy, nhưng tí nữa em sẽ lau lại cho nó đều. Cái này lau bóng cho nó đẹp. Đấy, em quay từ xa nhé. Nhưng cái chỗ này là do lau, chỗ này em lau là hơi ẩm một tí. Tí nữa sẽ lau để nó đều. Lên hình nhé bác, cho nó sớm để các bác xem. Đây là bản gông Gold Limited. Cái này mà những cái cặp GB là cũng đáng đồng tiền mất gạo đấy các bạn. Về cơ bản thì người ta vẫn giữ nguyên zin thôi. Nó chỉ có cái là cái gông này các bạn này. Cái gông này nếu mà anh em xem ở hãng thì nó sẽ là màu bạc nha các bác nhá. Đấy, là màu bạc giống như những cặp kiểu như Pioneer Set I77. Đấy, hoặc là cặp ở đây này, màu nó kiểu màu này F7000 đấy, gông màu bạc rồi này. Nhưng mà cái bác này bác ấy đã độ thành màu vàng. Anh em muốn đẹp hơn thì anh em có thể làm theo kiểu gu của anh em được, bởi vì cái gông này tháo ra tương đối dễ. Còn tất cả là nguyên zin, kể cả gân này đấy, gân là gân vải zin bát 30. Chất bát em này thì nó hơi giống bát của Pioneer Set 979 đấy. Với cả cái mành tép này nhìn nó rất là hay. Nó làm đúng như 979. 979 anh em để ý là nó cũng có cái mành tép như này. Rồi lỗ thở này, người ta cũng làm màu gold này. Đấy, chung giấy nhá các bác nhá. Cặp loa rất đẹp và cặp này dùng để nghe nhạc vàng. Rất hay. Đấy, bây giờ em sẽ mở thêm cho anh em nghe một chút nhạc vàng khi mà em mở căng nhá. Em mở căng em cho các bác nghe thử. Khi kết hợp nhạc vàng sao? Mở khóa đi. Cặp này là cặp CS407 bát 30. Rồi bây giờ em sẽ mở một bài nhạc vàng quen thuộc cho anh em nghe thử.
Em sẽ mở bài của Trường Vũ nhé. Tiếng nghe rất là hay. Tép cặp này nghe cũng thích. Bác nghe nói chung là tầm tiền các bạn. Vừa rồi thì mang đến cho các bác những giây phút giải trí nói chung là ý nghĩa. Đấy, ngoài cặp này thì Thắng Auto về được rất là nhiều những dòng khác. Có cái cặp này đó là một cặp mà em có thể đánh giá là một cặp cá nhân hóa rất là đẹp. Đấy, với cá nhân em thì em lại thích hơn là cái màu nguyên bản. Đấy, tức là cái này là không nguyên bản là cái gông ấy, người ta tháo ra người ta sơn thành màu vàng, màu gold. À, còn màu nguyên bản thì em đã chia sẻ các bác rồi. Thì thực ra cái này thì thứ nhất đã gọi là cá nhân hóa thì
Em nghĩ là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ dành cho những tùy có người thích người không. Nhưng với cá nhân em thích và em thấy thích thì em quay lên chia sẻ cho anh em, để anh em làm sao mà có thể là anh em cũng chơi đồ vãi, anh em không phải có cặp này, anh em có thể những có những cặp Unco D77XG gông nó kiểu này, anh em có thể làm thành màu khác chẳng hạn như trắng tạo, hoặc là Unco D77XD này, hoặc là Unco D7 này, hoặc là Unco D77, rồi Diatone 37B, toàn bộ những cái dòng này các bác có thể làm gông nó thành màu gì đấy, nhìn lên nó sẽ rất là lạ mắt. Hoặc anh em nào đang chơi, ví dụ chơi vài năm rồi mà thấy nó nhàm rồi thì anh em có thể đổi màu cho nó mới lắm, mới về mặt hình thức. Nhà biết đâu nhìn hình thức nó đẹp đẹp, nó khác khác đi lại thấy tiếng loa nó hay hơn. Đó. Cặp này bát 30 các bác nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác sức khỏe.